Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn lò vi sóng MRO LV1000 Hitachi. Đây là lò vi sóng kèm nướng, nướng đối lưu. Dưới này có một cái khay sứ, trên này có một cái khay bằng thép. Thì các bạn lưu ý, tất cả các cái lò vi sóng thì khi chúng ta cắm điện vào thì sẽ không thấy màn hình hiển thị, mà chúng ta phải mở cửa ra, đóng vào thì lúc đấy màn hình hiển thị. Đây là lò vi sóng có một cái bình nước ở bên dưới phục vụ cho công tác bù ẩm. Khi nào mà chúng ta nướng đồ thì sẽ lấy nước ở đây để phun vào đồ để cho nó mềm hơn. Thì lò của shop hàng Nhật VIP.com bán ra, chúng tôi đã Việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật này. Việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật của trên cái thực đơn này để các bạn dễ dàng sử dụng. Các nút này chúng tôi cũng đã Việt hóa. Ví dụ chúng tôi sẽ hướng dẫn qua một số các chức năng như sau. Ví dụ các bạn nhấn vào đây thì lại chọn chế độ 34 đến chế độ 36. Đó, 34 đến 36. Bên này là chế độ từ 41 đến 44. Đó. Hoặc là các bạn có thể vặn ở đây, vặn này để chọn các chế độ. Đấy, các chế độ từ 2 cho đến 46. 2 cho đến 46. Đó. Các chế độ ở đây. Đây là chế độ chọn vi sóng. Đây các bạn này, vi sóng. Đó, vi sóng. Vi sóng này các bạn xoay. Xoay để chọn công suất là 100 cho đến 800. Sau khi chọn được cái này rồi thì chúng ta nhấn vào đây để chọn phút. Phút này. Đấy, đây. Phút này, giây này. Đó. Các bạn có thể xoay để chọn đây. Xoay để chọn 20. Đấy. Sau đó chúng ta nhấn vào đây để bắt đầu chạy. Đây là nút nhấn hủy. Đây là nút chọn vệ sinh. Vệ sinh thì chế độ 45, 46. 45 là dọn dẹp, 46 là khử mùi. 46 là khử mùi, đó. Đó là các chế độ. Thì trên này thì có rất nhiều các chế độ như nướng này. Nướng gà, nướng cá, nướng thịt lợn, làm bánh. Các bạn nào lò vi sóng Hitachi MRO LV1000. Đây là lò vi sóng có chức năng nướng và nướng đối lưu. Đó, nướng đối lưu. Thì riêng hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ Việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật này để các bạn dễ dàng sử dụng. Bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trang web hangnhatvip.com. Xin cảm ơn các bạn.